đây cả nhà, đi biển neo sạch, trời nắng quá trời luôn. Bữa nay ở đây là 38 độ giờ này và nắng nhất nè, nóng. Mấy đứa nhỏ chơi banh chơi được, dẫn mấy đứa nhỏ đi tắm biển, sẵn tắm biển rồi bắt nêu luôn. Quá trời nắng luôn, biển này là biển neo sình nha. Đó cái liều đó, cái liều nhỏ để cho mấy đứa nhỏ ngồi ăn uống rồi. Cũng có nhiều người đi lắm. Xuống nước thì mát, xuống nước rất là mát, nhưng mà lên bờ thì nắng cháy da. Anh chủ nhà đắm đuối bắt nghèo, mấy đứa nhỏ thì chơi đánh banh, nắng quá trời. Lâu lắm rồi không có đi, chắc 3 năm mấy rồi đấy không có đi, từ ngày không có trời bị lockdown tới giờ, bây giờ đi lại đây. Hôm nay là ngày 27 12. Hôm qua 26 đi Boxing Day, định đi hôm qua nhưng mà hôm qua mấy đứa nhỏ đòi đi sớm cho nên ở nhà dẫn mấy đứa nhỏ đi sớm, cho nên hôm nay 27 tháng 12 cũng 38 độ. Hôm qua thì 36 độ, hôm nay 38 độ, cho nên dẫn đi bắt nghêu tắm biển rồi chơi cho vui, lại ngày nghỉ holiday của mấy đứa nhỏ nữa, nghỉ ăn Noel và nghỉ hè luôn á, đầu tháng 2 vô học lại. Có không anh? Có không anh? Có không? Anh? À. Có không? Trời ơi, có hai con chuồn chuồn nè anh. Có hai con chuồn chuồn đậu trên tay em nè. Wendy, Wendy, có hai con chuồn chuồn đậu trên tay mẹ nè. Oh my god. Rồi sao lấy ra? Wow. Wow, đâu 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 cho. Wow, bự ghê ta. Để cho nó vô con, để nó vô ạ, à. Để nó vô ạ. À. Đây mẹ, để nó vô. Để nước nó đẩy vô con đừng chạy ra. Trời ơi, hai bà chuồn chuồn này. Coi quên đây hai con chuồn chuồn nè con. Không biết, đầu dân đậu trên tay mẹ. Wow, kê ra, kê ra, kê bàn tay đó. Wow, bự ghê ha. Ok con, bỏ vô giỏ cho ba đi. Trời ơi, coi hai bà này, hai bà chuồn chuồn còn nằm trên túi của mẹ nè. Bé, bé làm gì bé? Kìa, người ta cũng đông lắm kìa. Hôm nay trời nắng mà, đông lắm kìa, phía dưới kìa. Okay.
lát nữa quay tiếp coi thử bao nhiêu có đầy xô hay không rồi quay tiếp. Ok, bye.